Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với S News và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình xem là bản tin hôm nay có gì đáng chú ý nhé. Trong buổi họp báo trao đổi với báo chí vào sáng ngày 18 tháng 8 vừa qua thì sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được câu hỏi rằng liệu ông có bị giảm lương để chia sẻ khó khăn với bóng đá Việt Nam hay không thì ông cũng đã không giấu được sự bức xúc. Ngay sau đó thì ông cũng đã phải thẳng thắn chia sẻ. Trong cuộc trao đổi với báo chí diễn ra tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam sáng ngày 18 tháng 8, huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được câu hỏi giữa thời dịch bệnh này ông có bị giảm lương như cầu thủ Việt Nam hay không? Tại theo được biết thì mức lương của ông Park vẫn giữ nguyên trong khi tất cả các giải đấu cấp đội tuyển đều được dời sang năm 2021. Dù tỏ ra là căng thẳng khi được đề cập tới chuyện giảm lương, nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn khẳng định sẽ tính toán nghiêm túc. Tôi sẽ nói chuyện lại với người đại diện để có sự trao đổi phù hợp với VFF. Chúng tôi là người nước ngoài, đến đây làm việc dựa trên hợp đồng nên có lòng tự trọng riêng. Tôi sẽ trao đổi lại với người đại diện để có cách làm việc lại với VFF một khi cảm thấy cần thiết. Hiện tại theo được biết thì ông Park nhận với mức lương là khoảng 50.000 USD một tháng, ước tính là khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam, cùng với những chế độ đặc biệt cho chuyên gia người nước ngoài như nhà và xe riêng v.v. Có thể thấy thì huấn luyện viên cũng hiểu được tình hình dịch bệnh của mọi người trong thời gian này. Nếu cần điều chỉnh lương bổng thì phía đại diện của Park Hang-seo và VFF có thể đàm phán ký lại hợp đồng. Cá nhân ông cũng chăm chỉ làm việc và cống hiến phục vụ cho bóng đá trẻ Việt Nam. Trong năm 2020, nếu không có Covid-19 thì ông cũng sẽ đóng góp được nhiều hơn cho bóng đá trẻ. Và tụi mình là S-News, mọi người đừng quên like, share và subscribe để cập nhật tin tức mới nhất đến từ tụi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.